Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 29 tháng 11 năm 2022, kênh cập nhật tình hình giá mít Thái tại các khu vực để bà con mình tham khảo. Thì thưa bà con, hiện tại giá mít ở mức thấp cho nên nông dân thì than lỗ, thương lái thì nói mua đi, bán lại không có lời, nhiều vựa đã tạm ngưng hoạt động. Theo tìm hiểu thì giá mít Thái giảm mạnh, thương lái hiện nay mua rất là khó khi mà phân loại ra mít nhất, mít nhì, mít ba hay là kem lớn, kem nhỏ. Do đó, nhiều thương lái đặc biệt là ở khu vực Tiền Giang hiện nay vào vườn mua xô, tức là mua cùng một giá và không phân loại. Cụ thể hiện nay thì tại khu vực Tiền Giang đã có những thương lái vào vườn mua xô dao động từ 4 đến 5 ngàn đồng, các địa phương còn lại cũng đâu đó khoảng 4 ngàn đồng một ký. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện xa hay gần mà còn có thể dao động từ 1 đến 2 ngàn đồng nữa nha bà con. Như vậy là giá rất thấp. Nguyên nhân giảm thì bà con cũng đã nắm được rồi, bởi hiện nay phía bên Trung Quốc tiêu thụ rất là khó khăn, do là bên nước này vẫn còn đang duy trì chính sách Zero Covid. Ở đâu mà có ca mắc bệnh ở đó sẽ ngay lập tức bị phong tỏa, cho nên tình hình mua bán không chỉ riêng đối với mít Thái mà nhiều loại nông sản khác cũng trở nên rất là khó khăn. Và ở đồng bằng sông Cửu Long thì vào mùa thu hoạch nhiều mít Thái cho nên sản lượng cũng tăng lên, dẫn đến giá giảm nhiều ha bà con. Còn về giá ngày hôm nay thì so với ngày hôm qua là vẫn đang ổn định và giá nằm ở mức thấp. Nếu như mua phân loại thì tại khu vực Tiền Giang mít nhất là 10.000, mít nhì là 6.000, mít ba là 3.000. Tại Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh mít nhất là 9.000, mít nhì là 5.000, mít ba là 2.000 đồng. Tại khu vực miền Đông mít nhất là 7.000, mít nhì là 4.000, mít ba là 2.000 đồng. Tuy nhiên, như kênh đã chia sẻ trước đó thì hiện nay nhiều nơi cũng đã bắt đầu mua xô ha bà con ha, tại vì phân loại cũng rất là khó khăn. Mà những vựa lớn thì đa số cũng đã tạm ngưng để chờ xem tình hình như thế nào. Còn những vựa còn đang hoạt động thì chủ yếu mua mít kem rớt, mít ba, mít chợ đó, để mà tiêu thụ thị trường nội địa trước đã. Bà con nắm tình hình mít hiện nay nha. Giá kênh báo là giá thương lái mua tại vườn, tuy nhiên giá sẽ còn chênh lệch thấp xuống từ 1 đến 2 ngàn đồng tùy theo thương lái, tùy theo đoạn đường vận chuyển xa hay gần nữa. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video và có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm ạ. Xin kính chào.